chờ từ đầu trận đấu đến giờ cuối cùng cũng đã xuất hiện. Việt Hưng đã đón điểm rơi rất tốt của Sông Lam An theo sát, nhưng Việt Hưng tuy nhiên bóng vẫn thuộc quyền kiểm soát của đội chủ nhà. Văn Sơn rất tiếc cho Hoàng Gia Lai, chút nữa họ đã có thể nâng tỷ số. Nỗ lực rất tốt của Văn Sơn để cản phá Minh Vương. Đường chuyền của Đình Hoàng, Đình Hoàng tiếp tục thực hiện một quả tạt bóng và sau đó là một cú đánh đầu. Cú đánh đầu của Phan Văn Đức khá tốt của cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Họ đã mắc lỗi vị trí khi anh không theo kèm Phan Văn Đức chiều ngày hôm nay trong khuôn khổ vòng 9 của giải vô địch quốc gia. Thì kết thúc thì Quảng Nam dẫn, vẫn là Minh Vương ghi bóng dứt điểm. Minh Vương dứt điểm đầy kỹ thuật, liên tiếp pha phối hợp giữa Văn Toàn và Minh Vương. Câu trả lời của cầu thủ Hoàng Gia Lai, Ribeiro, đó là Ribeiro dứt điểm, không vào. Nguyễn Phong Hồng Duy cú cắt ngang, Văn Toàn dứt điểm, không vào. Phạt góc cho cầu thủ Anh Gia Lai. Vũ Hải đã cứu thua cho Sông Lam Nghệ An. Văn Toàn quả tạt rất nguy hiểm, tỷ số nội dung ngắn xuống còn 1-2 ngay ở những phút đầu tiên của hiệp hai. Công Phượng đã lên tiếng. Quả tạt rất tốt của Văn Toàn, và Công Phượng với một pha chạy cắt mặt đã đánh đầu tung lưới của Phan Đình Vũ Hải. Cách biệt chỉ còn lại là một bàn mà thôi. Rất dũng mãnh, kiểm soát chặt chẽ trái bóng. Sai lầm của hàng thủ Sông Lam Nghệ An, và bây giờ là bàn thắng thứ 3. Chắc chắn là như vậy, người ghi bàn là Ngô Xuân Toàn. Có gì là nguy hiểm. Đường truyền về không tốt và Xuân Toàn băng xuống rất nhanh, rất dễ dàng để...